Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Java Sla được trang bị bộ chuyển động Shimano Atus, nhặt đĩa trên là Shimano Tuley. Đấy, khung nhôm. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết chiếc xe để cho các bác xem. Phần khung của chiếc xe là được làm từ nhôm. Chiếc xe là nguyên bản Java và là thương hiệu xe của Ý, rất là nổi tiếng. Tổng thể chiếc xe còn rất là đẹp, màu sơn còn rất là mới. Được trang bị bộ đề sau là Shimano Atus, bánh 26 inch. Nạp đĩa trên là Shimano Tuley. Về phần tay lái thì chiếc xe cũng được trang bị bộ tay bấm là của Shimano Atus, phanh dầu Shimano. Đấy, video của Phúc là DK, là cái hãng chuyên sản xuất phụ tùng riêng cho cái hãng Java. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Giá em đã để đây luôn này, còn nếu mà em không để giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm. Từ khóa cọc yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Chiếc xe phù hợp với các bác từ khoảng 64-65 đến 74-75 khi là phù hợp. Sau mà 9 tầng lít, 3 tầng đĩa. Vâng, và chiếc xe đang bán bên em với mức giá rất là hợp lý, chỉ có là 6 triệu 9 cho một chiếc xe địa hình trong thương hiệu Ý, bộ chuyển động của Shimano. 6 triệu 9 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo hiện ở trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của năm bên lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.